Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, lần đầu tiên cho phép Châu Bách Cường cũng xin chia buồn cùng gia đình của em trai Trương Minh. Hôm nay quá bất ngờ, em Trương Minh thông báo là người em gái của mình đã qua đời. Thì không biết nói gì hơn, Châu Bách Cường cũng xin gia đình mình cũng bớt nguôi ngoai niềm đau xót. Cũng cầu chúc cho hương hồn của em sớm về miền biển xanh cực lạc. Dạ. Châu Bách Cường cũng xin gửi tặng đến tất cả quý bà con cô bác, anh chị mình có mặt trong buổi tang lễ tối đêm nay, ba cặp vòng cổ được mang tên Đêm Lạnh Chùa Quan. Dạ, xin mời vị cùng lên. Bốn. Sơn ca, trước khi chém giết nhau như hai kẻ tử thù, tiểu muội xin mời ân ca một tuần rượu lạc. Không, rượu của người mong cậu ta không uống. Nhưng đó là rượu của Hồ Bảo Xuyên mà. Nếu là rượu của Bảo Xuyên thì ta xin uống. Sơn ca, Bảo Xuyên, Sơn ơi, thôi hãy cố mà quên tất cả, vui cùng em giây phút để Bảo Xuyên,
sẽ đi vào Bảo Xuyên ơi, quyến liếng mấy rồi cũng đành ngăn cách. Càng chung dù này rồi dính biệt nhau. Sơn ca, hãy uống đi hồ mới, người con gái tôi yêu. Dạ hai túc kim đi, hỏi bao xin quần chúa. Nâng chén nghe lòng đau, dù niềm môi cay đắng. Nước mắt nào dưng sâu, Bảo Xuyên xin dính biệt
Và Châu Quách Cường cùng Dương Văn Tiền xin cảm ơn tất cả những tình cảm của anh chị.